No, number 1. Việt Nam number 1. Chào các bạn nghe. Tại do các bạn cái dịch Covid này nó lâu quá trời, cuối cùng mình chẳng có đi bãi được. Chẳng vừa đi có trên tấm này ở nhà làm nhìn dòng nhà, chơi game thôi chứ biết làm gì giờ. Giờ hôm nay mình lại chơi cái game này, mình cái dạng gì chơi sinh tồn á, không có lấy cái gì hết trơn, mình chỉ đi tìm đồ ăn thức uống mà thôi, không dùng súng. Thoát y luôn đang để y vậy không mặc đồ. Để coi mình sinh tồn tới được tập mấy này. Nó mà gặp mình chọn cái nhân vật nữ mà trắng trắng thì nó dễ phát hiện lắm nè. Để coi có ai thương xót mà không bắn luôn nè. Tại vì cái người chơi coi vậy chứ thấy hồi hộp lắm, lo mình lo sợ chết đó, sợ mình không hoàn thành cái nhiệm vụ mình đặt ra đó, nên dễ run dễ sợ lắm, cái gì cũng hồi hộp hết trơn. Giờ mình đáp xuống chỗ hai cái nhà này để mình tìm coi nó có thức ăn thức uống nhiều, mình lấy chỉ lấy thức ăn thức uống thôi, còn ba cái súng đạn rồi để không lấy quần áo được cũng vậy luôn. À, thoát y vậy nè.
Để mình bỏ súng ra. Để lon nước cái này. Báo tưởng lấy mình đạn chứ. Tiếng chừng giết mình quá, nó bắn thôi mẹ sẽ chạy. Trời ơi, đừng giết tôi mà, trời ơi, tôi không có biết giết mấy người mà chạy chết mẹ. Không được, không được nằm xuống đây, nó ra nó thấy mình không được, phải chạy chết là nó bắn nữa. Trời trời, đừng bắn tôi nha, đừng bắn nha, trời ơi, đừng có chết nha, chạy. Này nó không có tha cho mình, nó còn dí theo nữa. Trời, nó không tha ông nội, nó dí theo kìa. Không được à. Ráng mình nhảy chạy xuống này, nhảy xong coi sao. Với cái kiểu này thế nào cũng chết sớm à. Được rồi, bỏ không rồi. Cái mình nhảy nước kìa, nó có theo mình không? Trời ơi, mất máu dữ vậy trời. Lặn xuống mới được chứ, nó thấy nó tỉa nó cũng đủ chết rồi. Nó phải lặn xuống như vậy, nó nhìn ở trên nó thấy nó tỉa chết. Tìm chỗ nào bơi vô bờ nạp máu vô, sắp chết rồi.
tụi ngựa trốn đi, nó con thấy nó bắn ra trời. Trời, chết đây. Trời, không tha luôn, dí theo cái đây nữa ta. Tiếp, chạy tiếp, bơi tiếp. Cái khu này sao không thấy chỗ lên nhà toàn đá ra không à, này sao phải bơi xa quá, toàn thấy trời ơi, bơi sao mà nhổng chân lên trời. Nhỏ này bơi kỳ quá, nhìn cái đít đen đen lên trời. Không có chỗ lên à. Chỗ này, chỗ này chắc cũng không lên được. Chết cha, bo tới nữa rồi. Trời ơi, không lấy chết bo trời. Rồi nó bơm máu cái đó. Cái này lên không được rồi, tới dốc quá. Không được, không được. Nó phải bơi thôi, ráng ráng bơi ra khỏi cái chỗ này ra. Cho nổi không? Bơi nhanh lên mày, nhanh lên, trời ơi, trời, chết bo trời. Cái chỗ này dốc đứng quá, không có thể leo lên được nè. Không có chỗ leo lên ta. Ráng qua khúc này khỏi cái cầu này coi. Đây đây. Ủa gỡ trời. Đó. Chạy qua khỏi khúc này chút nữa coi. Ôi chạy luôn. Được rồi, tới đây chạy được ráng rồi, đã chết bo nha. Trời ơi. Ráng lên, ráng lên, ráng lên, ráng lên.
Để bơm máu đi. Chết mẹ, ngay tiếng chân nó tới nữa rồi. Rồi ta coi. Rồi 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 chết rồi, chết cái này nè. Ôi lỡ rồi đấm nữa nè. Mày mày bắt. Mày bắt tao. Trời ơi trời. Kiểu này chắc chết quá. Trốn 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 luôn. Nó đâu vậy? Nó đấm mẹ cái nó đã. Ok, trời ơi trời ơi, nhưng mà nó chết ông nội rồi. Ngờ luôn. Này nó không có máu gì trơn. Để mình bỏ súng nó ra, dục hết. Bơm máu đã. Tao nói là tao không có bắn ai hết trơn mà rắn dí hoài. Coi như mình đã được tập 7 rồi đó. Trời ra cái đồng trống vậy, trốn đâu vậy trời. Đồng trống hết dám đứng lên rồi đó. Cái này là phải bò lết thôi.
tụi nó giật nhau là giờ còn 3 tên, vậy là mình có thể được top 3 đó. Này không trống quá. Này bằng bằng mình sao mình phải vô trong cái bo ở giữa cho sống lông chút á. Nếu mình trốn được á thì hai đứa kia sẽ bắn nhau thì có thể mình top 2. Rồi, nó bắn ở bên kia diệt rồi. Rồi mình đã được top 2 rồi đó. Bảo đảm chết rồi, nằm ở đồng trống cái này hết trốn được rồi. Mình chẳng thấy nó ở đâu hết trơn. Này kiểu này là nằm chờ chết nè. Đau chân trời. Chiều nay chắc phải nằm chờ chết rồi. Ấy trời ơi, nó giật mình. Rồi đó, nó mặc áo cỏ nữa. Rồi top 2. Rồi, chào các bạn nha, các bạn cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Kiểu này mà chơi không có gì là chắc top 1 còn khó ạ. À.